Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Bộ Vlog nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở cửa hàng đá giày Bình Dương tuyến số 1 ở gần dòng xe An Phú nha các bạn ha. Thì chi nhánh này bên mình mới mở nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem về cái chiếc xe Winnet phiên bản camo màu xanh bạc đen nha các bạn ha, màu xanh bạc đen nha. Thì cái phiên bản này là phiên bản mới nha các bạn. Đó, thì phiên bản này hôm bữa giờ mình cũng chưa quay cho các bạn xem. Đó. Ngày hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem cận cảnh cái màu camo này ha. Thì phiên bản camo á là nó sẽ có hai màu nha các bạn, cái màu đỏ bạc đen và màu xanh bạc đen ha. Thì chút xíu mình sẽ quay cái màu đỏ bạc đen cho các bạn xem luôn. Vì cái dòng xe này á hiện tại á đang cháy hàng nha các bạn ha, đang cháy hàng luôn và giá rất là cao ha so với những cái tỉnh khác ha. Còn ở chi nhánh bên mình á, thì giá tương đối rất là mềm nha các bạn ha, rất là mềm luôn, rất là rẻ luôn các bạn. Và cái dòng xe này á đang được rất là nhiều bạn săn đón ha, nhất là những các bạn trẻ. Đó, thì mình sẽ cập nhật giá cho các bạn luôn nha. Giá hiện tại á thì ở phiên bản thể thao thông thường á sẽ có mức giá là 40.700.000 đồng, sẽ giảm 4 triệu ha, là sẽ còn là 36.700.000 đồng. Và phiên bản ABS, tất cả những phiên bản ABS bao gồm phiên bản camo nè, phiên bản đen mờ ABS, phiên bản đường đua và phiên bản thể thao ABS thì nó đồng giá là 47 triệu nha các bạn. Sẽ giảm 4 triệu ha. Giảm 4 triệu là sẽ còn là 43 triệu ha. 43 triệu thì giá mình báo trước các bạn á là đã bao gồm VT rồi, chưa ra biển số nha. Nhưng bạn nào mà muốn biết giá chính xác ra biển số á thì các bạn cứ comment huyện tỉnh thành ở phía bên dưới ha, hoặc là các bạn gọi điện cho mình là 0888 848468 ha, hoặc là gọi điện cho mình. Đó, các bạn Zalo ha thì mình sẽ báo giá ra biển số cho các bạn luôn. Thì những bạn nào mà ở huyện thì giá ra biển số thì cũng tầm khoảng là 1.700.000 đến 2.000.000 ha các bạn. Những bạn nào ở thị xã thì tầm khoảng 3 triệu. Còn những bạn nào ở Sài Gòn á thì giá biển số là tháo 6 triệu ha, 6 triệu hơn các bạn. Đó, thì ra biển số ở Sài Gòn thì giá nó mắc hơn nha. Đó, thì chương trình mà trả góp 0% lãi suất á thì nó chạy đến ngày 30 tháng 11 lần các bạn ha, 30 tháng 11 lần thì mình trả trước 30% là mình sẽ hưởng lãi suất 0% lãi suất ha. Đó, 0% lãi suất. Còn những bạn nào mà chạy từ 50% trở lên đến 70% á thì các bạn được nhận ngay cả gốc luôn và sẽ không được hưởng cái chương trình 0% lãi suất ha. Thì các bạn phải chọn một trong hai. Đó. Nếu mà các bạn mà muốn không lãi suất á thì các bạn phải là không lấy cặp bằng gốc. Đó, còn những bạn nào mà muốn lấy cặp bằng gốc á thì các bạn không được lãi suất 0%. Đó, các bạn chọn một trong hai như vậy ha. Đó, mình tư vấn rõ ràng cho các bạn luôn. Rồi, đây là cái tem xe. Đó, màu xanh ha. Nhìn cực kỳ đẹp, cực kỳ cuốn hút luôn các bạn ha. Rất là thể thao, rất là ngầu luôn các bạn. Phiên bản rất là ngầu, mình cảm thấy rất là đẹp. Nó đẹp hơn cái phiên bản cũ rất là nhiều ha. Đẹp hơn bản cũ rất là nhiều. Đó. Còn về động cơ thì nó cũng giống nhau thôi, nó không khác nhau hết các bạn. Động cơ thì nó cũng là đôi bát C 150 à, như phần cũ thôi. Chỉ phối nha cái màu tem xe với cái màu sắt thôi các bạn nha. Tem xe với màu sắt thôi à. Thì cái mặt nạ thì con này á, là nó có chữ Winnet phía trước nè à, so với những cái phiên bản khác á, là nó không có chữ Winnet phía trước ha. Con này có chữ Winnet phía trước à. Đây là cái xe nguyên bản luôn, mình chưa có gắn kính chắn gió hay gì hết nha. À. Rồi, dọc về về sau nè. Về về sau thì cái tem xe 150 nằm ở dưới đây nha. Nhìn cũng rất là đẹp luôn. Đó. Rất đẹp ha, thiết kế hoàn toàn mới luôn các bạn. Đó. Nha. Rồi, cái bản cũ á, là ở phía trên đây á, là nó sẽ có cái trên đây nè, nó sẽ có cái chữ Winnet ha. Thì phiên bản mới này nó loại bỏ ở phía trên này luôn. Đó, nó đem ra phía trước các bạn. Ừ. Đem ra phía trước. Rồi, dàn sao đít nè. Sao được cũng y như vậy luôn ha. Ừ. Rồi, bên hông. Bên hông đây cũng y chang như vậy luôn, không khác gì hết. Ừ. Rất là đẹp nha. Còn về cái xi nhan các bạn ha, đây là cái xi nhan trước nè. Cái xi nhan của nó thì vẫn còn gời ha. Thì những bạn nào mua xe này các bạn nên gắn lại cái xi nhan trước nhìn cho nó gọn gàng hơn nha, nó đẹp hơn. Đó, còn xi nhan sau thì các bạn không cần phải làm lại cũng được. Đó. Ừ. Rồi. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi, quay dạng vòng cho bạn xem nè. Đó. Bạn nào mua màu này thì bạn đừng có lên màu sơn ha, lên màu sơn rất là ổn các bạn. Đó, bên hông, hai bên hông kia thì nó giống nhau hoàn toàn luôn. Thanh thể thao ABS nè. Ừ. ABS luôn. À, khóa thì vẫn là khóa cơ thôi. À, đồng hồ vẫn là một full LCD đó các bạn. Ừ. Thì đây là cái phiên bản màu đỏ, màu xanh bạc đen ha. Mình quanh kia mình sẽ quay cho bạn xem cái phiên bản màu
màu đỏ bạc đen ha các bạn. Đó, màu đỏ bạc đen ha. Đó. Mình ra xa cho bạn xem, nhìn từ xa nè. Nhìn từ xa em nói rất là đẹp các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Nè, nhìn từ xa em nói rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Nha. Rồi, quay cho bạn xem chiếc màu đỏ nha, chiếc màu đỏ đó các bạn. Bạn thấy chưa? Giữa nếu các bạn màu xanh với màu đỏ thì theo bạn đánh giá chiếc là màu đẹp, chiếc màu đẹp hơn. Hả? Để cho các bạn đánh giá thử. Rồi, màu xanh màu đỏ mà theo bạn thấy đó là chiếc nào đẹp hơn ha? Mình thấy thì chiếc màu xanh đẹp hơn nhé các bạn. Nha, chiếc màu xanh đẹp hơn ha. Đây các em xe đó nè. Cũng giống như cái chiếc màu xanh thôi. Cũng như trang chiếc màu xanh thôi nhưng mà nó khác nhau cái màu sơn đó các bạn. Theo tem xe thì hoàn toàn giống nhau. Đó. Giống như cái phiên bản cũ thôi ha. Đây. Kì kì đẹp. Rồi. Phía trước đây thì nó cũng giống như cái kia, nó cũng có chữ Winix nè. Đó. So với những phiên bản khác thì nó không có ha các bạn. Sao không có nha. Phiên bản này sẽ có chữ Winix luôn. Rồi, phía bên hông đây. Đó, phía bên hông thì nó cũng vậy luôn ha. Phía thông đây thì rất là đẹp, cực kỳ đẹp, theo mình thấy rất là đẹp ha. Đó. Các bạn nếu mà các bạn nào yêu thích dòng xe Winix này á thì các bạn cứ nhanh chóng mình đến cửa hàng Hyundai ở Bình Dương nha. Tất cả những chi nhánh luôn, chi nhánh số 7 ở chợ Hội Nghĩa nè, rồi chi nhánh số 2 ở chợ Quang Vinh nè, chợ Quang Vinh 1 nè. Chi nhánh số 1 á thì cửa hàng mới khai trương, mình đang quay đây. Chi nhánh số 8, chi nhánh số 6 nằm ở đường 22 tháng 12 và chi nhánh số 5 ở đường Tỉnh lộ 43 ha, Bình Chiểu, Thủ Đức cho các bạn. Đó. Thì đây là màu đỏ ha. Thì theo thông tin á, bước năm 2020 á thì khoảng đầu năm thì dòng xe Winix này á Honda sẽ khai tử các bạn ha, sẽ không còn sản xuất nữa nha. Ha, sẽ không còn sản xuất nữa. Và mình sẽ cập nhật cho các bạn cái thông tin này luôn. Đó, thì những bạn nào yêu thích dòng xe Winix ngay thời điểm hiện tại á thì các bạn nên mua được rồi. Nha, các bạn nên mua ha. Thì giá cũng rất là rẻ luôn. Thì rẻ ha các bạn. Đối với ở Đồng Nai thì giá nó cao hơn ha, những cửa hàng khác nó cũng cao hơn với mình đó các bạn. Những cửa hàng nào, cửa hàng Hà Bình Minh nè, ở Bình Dương nè, phiên bản thường nó cao hơn mình tầm khoảng 1 triệu ha, tính luôn biển rồi luôn, cao hơn thành tầm khoảng 1 triệu nha. Chỉ có cửa hàng bên mình là giá nó ổn định nhất và mềm nhất thôi đó. Thì những bạn nào mà muốn mua những dòng xe này á thì các bạn cứ khi trước khi mà các bạn lên cửa hàng á thì các bạn cứ nhắn tin cho mình trước ha, nhắn tin qua Zalo ha hoặc là gọi điện cho mình 0888848468 ha, thì mình sẽ rà soát hàng cho các bạn rồi hướng dẫn các bạn lại cửa hàng ha, để mình hỗ trợ các bạn luôn, tận tình các bạn. Những bạn nào ở xa mà các bạn mua dòng xe này mà các bạn không biết thủ tục như thế nào hoặc không biết chọn dòng xe nào á thì các bạn cứ nhắn tin cho mình thì mình sẽ tư vấn cho các bạn hết luôn ha. Đó, thì các bạn mua bên mình thì càng tốt, còn mua không được bên mình á thì các bạn cứ ủng hộ kênh của mình thôi, like, share, subscribe kênh của mình ha các bạn. Không sao hết, mình sẽ tư vấn cho các bạn luôn. Khi nào mình hiểu biết về xe thì mình sẽ tư vấn các bạn. Còn những bạn nào mà đang phân vân mua, không biết mua dòng xe nào, xe công tay hay xe tay ga đó thì các bạn cứ nhắn tin cho mình ha, mình sẽ tư vấn hết cho các bạn luôn. Đó. Rồi, quan trọng là các bạn cứ ủng hộ kênh của mình. Còn các bạn mà mua xe được bên mình nữa thì càng tốt ha các bạn. Đó. Rồi, mình sẽ cho các bạn xem cái bảng màu sắc của cái dòng xe Winix phiên bản mới ha. Đây là màu sắc nè. Đó. Rồi, phiên bản thể thao nè. Nha, phiên bản thể thao nè. Đó, phiên bản đường đua nè. À, giống nhau ha. Rồi, đây phiên bản thanh thường nè. Tem phối màu mới nè, đó. Hai con kia nằm ngoài á thì tức là nó không có lên màu mới ha, vẫn còn như cũ nha. Chỉ còn nằm bên trong cái khung màu đỏ này nó có phối màu mới ha. Thì thể thao thanh thường nó sẽ có 4 màu. Màu đỏ đen, màu xanh đen, màu đen xanh và màu đen bóng nha bạn, hay màu đen bóng ha. Rồi, phiên bản đen vàng đồng, đó, đen vàng đồng và cái phiên bản camo ABS và phiên bản camo ABS luôn, hai màu sắc ha. Đó, đó là các cái phiên bản mà Honda nó được làm mới lại màu sắc Winix 2021 ha các bạn. Rồi. Thì cái clip trước thì mình cũng đã quay cho các bạn về màu xanh rồi, phiên bản camo ha. Đó, đây là cái màu xanh nè, cái lấy clip trước mình cũng quay cho bạn rồi, thì khi clip này em sẽ quay cho bạn cái phiên bản camo thôi, đặc biệt bản camo thôi ha. Đó, kỳ đẹp luôn, bô bọng này kia thì bô thì dòng xe Winix thì khỏi chơi rồi, tiếng bô nghe rất là ấm ha, rất là ấm luôn. Bạn mua xe này về thì các bạn không cần phải đổ bô lại nha, không cần phải đổ bô lại nha, rất là đẹp rồi. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, màu đen bóng thì cũng có nha các bạn ha, màu đen bóng thì cũng có, màu đen bóng mà thể thao bình thường á cũng có nhưng mà mình không có trưng bày đây, không quay cho bạn xem được ha các bạn.
Rồi, hai màu sắc ha, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình ha, để xem nhiều video về xe nữa nha các bạn ha. Rồi các bạn nhớ mà các bạn mua xe, các bạn nhớ gọi điện cho mình trước nha. Rồi, mình cảm ơn các bạn nha, nhớ like, share, subscribe kênh của mình nha. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với các bạn.